Nhắc đến cái thương hiệu Vũ Hoàng Diệt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cuộc tình của anh với nữ đại gia lớn tuổi Yona Thúy Hoàng. Sự gián đoạn tuổi tác và những hành vi thân thiện trên mức cho phép nơi công cộng khiến cho cặp đôi trở thành chủ đề buôn dưa lê của dư luận trong một thời hạn khá dài. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Hơn một năm sau, Vũ Hoàng Diệt công khai minh bạch nữ giới mới. Dù chưa lúc nào xa re cận cảnh dung mạo của tình yêu mới nhưng qua những tấm hình Vũ Hoàng Diệt đăng tải, mỗi người rất có thể thấy đó là một cô nàng khá nóng bỏng, sành điệu. Cặp đôi tiếp tục tán tỉnh và hẹn hò và đưa nhau đi phượt. Vũ Hoàng Diệt cũng tương đối chịu chi khi sẵn sàng mua tặng kèm nữ giới những món hàng hiệu đắt đỏ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Vũ Hoàng Diệt và nữ giới chuẩn chỉnh kết hôn. Mọi chuyện xuất phát từ các việc Vũ Hoàng Diệt đăng tải trên Facebook cá thể một tập ảnh được lấy tên là đám cưới. Chiếc túi hàng hiệu Vũ Hoàng Diệt mới tậu tặng kèm nữ giới. Tuy nhiên, khi tương tác với Vũ Hoàng Diệt anh cho thấy đó chỉ là tin đồn. Gần đây, anh và nữ giới tham gia tiệc cưới của một người bạn nên khắc ghi một vài kỷ niệm, chứ không phải đám gỏi của cặp đôi. Về mối quan hệ với nữ giới mới, Vũ Hoàng Diệt cho thấy, hiện tại cửa hàng chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài ra tôi và nữ giới hợp nhau toàn bộ mọi mặt. Còn về chuyện đám gỏi, Vũ Hoàng Diệt nói, còn về kế hoạch kết hôn thì tôi chưa thể nói trước điều gì. Hiện tại, tôi chỉ muốn đưa tình nhân đi phượt thật nhiều nơi nữa. Đến khi xong hết những kế hoạch du lịch đã đặt ra, thì mới tính đến.